Chào các bạn, sáng ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán. Giai điệu mà Quang Đẩu muốn gửi tặng cho các anh em gần xa, với cái nhịp điệu mà Quang Đẩu ngẫu hứng gửi cho các em chúc ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán vui vẻ an lành. Xin chào.